À, đây là sinh cảnh của con rắn lải Tiaskoros trên rừng tràm. Nó đang ngủ. Ngủ rất ngon. Chuẩn bị chạy đó, chạy đó. Độ cao của nó rất cao. Vậy đó. Xin lỗi, nó đang tìm đường chạy. Chạy đó. Cái đầu nó tưởng nó nấp được. Con này nó hiền nhưng mà cắn kia đó. Như này đủ rồi.